có người vô hái chưa? Mới đầu mùa nên chưa có nhiều lắm. Bác rượu phô nắm. Đây nắm đây. Ôi, về về luôn nè. Màu vàng mà vô cái máy sao nó không vàng vậy ta. Máy hai con diện dẫm lên đó. Nói chung là có nắm nhưng mà ít chứ không nhiều lắm. Thôi đây cần hà nè, không hái nè. Để hái cũng to rồi mà không chịu hái rồi. Hái thì mẹ hái. Nó nhỏ nhỏ vô mới ngon, nó bị nó ít lè rồi không ngon đâu. Nhỏ để lại bởi vì nó ăn được rồi. Cái này nó nhỏ để lại con vậy đi dẫm à.
này nấm bự nè, nó nằm trong rơ rong rêu á, rong rêu gì nè. Mới được có một chút. Đi tìm tiếp. Ui cha, dắt té luôn. Coi đại ca hái có nhiều không? Nhiều không đại ca? Lấp lùm gì không nè, nấm nấm gì nè, nó ve nhiều quá rồi đâu có ai ăn đâu mà hái trời. Nhà mình không ai chịu ăn này hết, bán mắt cái bà mà không chịu ăn, nhiều quá trời nó ve luôn. Tiếp có mình nhỏ nhỏ nè, nhỏ hút trong lá nè, nó nhỏ nhỏ vậy nè, cỡ lớn hai đi nhiều nè, cái này hái được là bự nè. Ui, cây vàng tươi luôn. Yeah. Oh, ngon chưa? Tìm trước hái sau. Ui nó nấp lùm quá chừng luôn kìa ha. Ui dẹp dẹp ra coi. Mở rồi hái không nổi, mở nắm 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 thôi.
kiếm nữa. Hôm nay lúa bé ngọt anh. Ngoan hả? Ui, đây có nè. Ui, nó nằm trong hốc luôn. Còn nhỏ ngang để dành dành một hái. Giờ chắc khoảng 2 kg, được 2 kg thôi, đi về đủ ăn rồi, múc đi hái tiếp. Có con mũi, ui hiện giờ thì nó rớt rồi á, hái hay con gì rụng á chứ con gì đạp đi, con gì đi nó đạp á, chứ người ta hái rồi, ta hái hết rồi. Nó đạp bể đâu có con gì nó đạp, thằng kia thấy phân nai quá trời luôn. Mấy người ta đi sang anh tháng 10 à? Đi tiếp. Hôm nay chắc nãy em hái khúc đó em không thấy. Thôi mệt rồi, đi về thôi, không hái nữa rồi, ngán rồi, không ăn cũng phải đi hái nữa. Thích đi ngao du à? Ủa về được đó hả anh? Về được đó.
chứ. Mới đầu mùa nó nắm chưa nhiều. Mỗi năm đi hái sách cái xô luôn là 10-20 kg luôn. Hái xong sách gì không nổi á. Còn giờ đầu mùa nó ít. Coi coi, có anh coi nhiều không? Xíu hả? Về nhà cũng bụi. Chút xíu à. Ngon mà. Nhưng mà em không có thích ăn nấm này đâu. Nó thích hái chứ không thích ăn. Giờ về thôi. Tiếp tục chui lùm ra. Cây đẹp chưa? Cái gì không biết Việt Nam mình có đâu mà không biết kêu bằng cái gì nữa.